Diệp Lâm Anh bị vu khống, Trang Giác nhét chữ vụ xoài non, lập tức đáp trả ca sĩ, người mẫu Diệp Lâm Anh vừa có phát ngôn sặc mùi cà khịa, khi bị một trang tin không chính thống cố tình định hướng dư luận, nhét chữ, cho cô trong vụ xoài non. Màn đáp trả khiến netizen được dịp xôn xao. Ngày 17 tháng 6, gần một ngày sau khi xoài non xác nhận ly hôn, một bài viết được cho là của Diệp Lâm Anh lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều trang mạng chia sẻ hình ảnh Diệp Lâm Anh kèm câu nói, làm dâu hào môn không sướng như mọi người nghĩ đâu. Xoài non bước ra khỏi nhà đó, tôi thấy mừng cho em ấy lắm. Hình ảnh trên lập tức gây xôn xao bàn tán. Nó được chia sẻ rộng rãi đến mức nhiều khán giả nhầm tưởng phát ngôn trên thực sự là của Diệp Lâm Anh. Chiều 17 tháng 6, thông qua trang cá nhân, Diệp Lâm Anh lên tiếng phủ nhận. Cô khẳng định chưa từng nói câu trên. Cụ thể, Diệp Lâm Anh để lại dòng trạng thái đi kèm bài chia sẻ, Diệp Lâm Anh có nói mà Diệp Lâm Anh không biết luôn. Tiếp đó, ở dưới dòng bình luận, Diệp Lâm Anh cũng để lại dòng viết, các bạn lại nhét chữ vào cái miệng xinh của chị Diệp rồi. Mà nếu chị Diệp có phát ngôn thì nó cũng phải lắng đọng hơn, chứ giọng văn nông nổi tê uổi dậy thì như thế được đâu. Ở phần bình luận dưới bài đăng, Diệp Lâm Anh cũng trả lời Semesis, mỗi người một lý do riêng, chuyện gia đình người trong cuộc không dám đùa giỡn. Người đùa giỡn là người chưa ở hoàn cảnh này. Anh bơ và xoài mạnh mẽ lên nhé. Diệp Lâm Anh từng kết hôn và có hai con chung với Đức Phạm. Semesis là anh họ của Đức Phạm. Do đó, sau ly hôn, Diệp Lâm Anh vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với xoài non. Trước đó, vào tối 16 tháng 6, xoài non lên tiếng xác nhận chia tay Semesis sau nhiều năm chung sống. Cô viết, trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi. Và tôi rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc. Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp. Semesis phản hồi chia sẻ của vợ cũ, chúc em mọi điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm cho anh trong 6 năm qua, cả những gì em đã hy sinh suốt thời gian chúng ta bên nhau, dù thật tiếc điều đó đã không mang lại ý nghĩa. Tuy vậy, thời gian bên nhau chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Semesis sinh năm 1989, được khán giả gọi là streamer giàu nhất Việt Nam, khi sở hữu siêu xe cùng nhiều hàng hiệu. Xoài non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai về chung một nhà năm 2020. Đám cưới của họ từng gây chú ý với chiếc váy cưới trị giá 28 tỷ đồng Semesis tặng vợ. Thời gian mới kết hôn, cặp vợ chồng sống tại căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, được Semesis mua từ năm 2019. Cuối năm 2022, họ chuyển sang căn biệt thự 3 lầu ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xoài non từng tiết lộ phòng để đồ của cô được ghép lại từ 3 phòng lớn, chứa hơn 600 bộ trang phục, chưa kể giày dép, túi sách và các phụ kiện khác. Xoài non từng kể có rất nhiều người tìm hiểu cô nhưng rời đi, riêng Semesis luôn ở bên những lúc hot girl cần. Trên mạng người ta hay nói chồng tôi lăng nhăng nên lúc mới gặp tôi cũng hơi sợ. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi thấy chồng mình không như những gì người ta nói. Tôi mở lòng hơn, cho anh cơ hội. Sau này tôi mới thấy chồng mình ngon, diễn viên từng nói. Xoài non cho biết hôn nhân của vợ chồng cô có nhiều vấn đề lớn nhỏ khác nhau. Sau những lần cãi vã, họ ngồi lại trò chuyện để thấu hiểu nhau hơn. Cả hai không ai xuống nước nhưng đều nói ra vấn đề của nhau để tìm cách giải quyết. Chuyện nào nói chồng không hiểu, tôi sẽ mách mẹ anh. Mẹ chồng đồng cảm với tôi vì cùng là phụ nữ, cô từng nói. Một tháng qua, cả hai vướng tin đồn đổ vỡ. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán nguyên nhân tan vỡ của cặp sao, song họ giữ im lặng. Đầu tháng 6, một bác sĩ sản khoa được cho là gián tiếp tiết lộ xoài non và chồng chia tay do vấn đề con cái, nhưng cặp vợ chồng cũng không phản hồi. Đến mới đây thì mới quyết định thông báo ly hôn.